Hi, xin chào anh em, tôi là Sói Thuyết đây. Hôm nay tôi mở hộp cho anh em một thứ đồ chơi mới của hãng Ascend. Một cái hãng này, đây là đầu tiên tôi mở hộp một sản phẩm của hãng này. Nhìn bề ngoài các bạn thấy cái hộp nó cũng khá là chất lượng. Thứ nhất là cái chữ Ascend, logo của họ này, hình con đại bàng và chữ A. Đấy, nó có óng ánh, khá là cao cấp. Cây súng này thì là của hãng ở bên Đài Loan nhé, Ascend ở bên Đài Loan. Nhìn chung thì mình đã mở hộp và ngắm nghía qua thì đây là một sản phẩm mình đánh giá là cao cấp. Nó nhưng mà giá thì mình thấy là bình thường, giá thì cũng ổn. Giá thì nó cũng chỉ hơn Wii một tẹo, nó ngang với dòng AW Custom. Đấy, hoặc là có thể giá nó thấp hơn một chút nữa. À, đây là phiên bản mã KR màu 901 Blowback này, bắn 6 ly này, màu silver này, bên đi Taiwan này, có cả mã QR code cho anh em luôn. Cái hộp thì mình thấy nó cái cách mà nó làm thì trông ngang ngát giống dòng AW Custom hoặc là dòng Cybergun. Chúng chỉnh chu hình cái logo này và nhất là cái chữ Ascend này thì nó khá đẹp. Đầu tiên chúng ta có một cái mác màu bạc cực kỳ đẹp luôn. Cái mác này mình nghĩ nó nước sơn nước bóng đẹp hơn là của Cybergun. Hộp chỉ vậy đâu, cũng không có sách hướng dẫn được luôn. Người thôi chả cần. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, cây Kimber Rappi Black Eye với mã KR 1911. Hay đơn giản là mình cứ gọi là cây M1911 bạc của Ascend đi. Đấy. Thực ra thì dòng Kimber là một cái dòng mà nó dựa trên phiên bản M1911 và sau đó họ làm thêm những cái gì đó lạ hay một chút để tăng cái độ quay quái hiện đại, nhìn hiện đại. Cây này mình nhìn ảnh nó mình thích lắm, mình đã mê mẩn rồi. Rồi đọc qua một chút về thông số kỹ thuật của cây nó, của cây súng thì mình sẽ nói lan man sau. Thứ nhất, tên đầy đủ của nó là Kimber Rappi Black Eye KR1911 của Ascend. Chiều dài của con này là 22,5 cm, trọng lượng là 1 kg. Băng đạn chứa 15-16 viên đúng theo băng đạn tiêu chuẩn màu 901 ở dòng S-Shot. FPS thì nhà sản xuất công bố là lên tới 350 FPS. Tí nữa mình thử một chút xem sao, nhưng mình nghĩ là không biết nó có được như vậy không. Có một điều hay nữa đó chính là nó sử dụng được tất cả các phụ kiện bên trong mang các thứ của Wii. Đấy. Thì mình nghĩ đây là một sản phẩm có thể là do AW Custom làm gia công cho Ascend hoặc là Wii làm gia công cho Ascend. Đầu tiên là nước sơn của con này nó bóng bẩy hơn là nước sơn của Wii. Và nó nói sao nhỉ, thậm chí mình còn thấy nước sơn của nó còn cao cấp hơn cả Cybergun, cây màu 901 của Cybergun cơ. Đấy, nước sơn rất ok. Các cái nỗ khắc CNC, cái slide nhìn đẹp lắm. Nói chung cây này nếu như bạn nào mà thích màu 901 kiểu làm hiện đại ấy thì đúng cây Kimber này quá đẹp. Thứ nhất là các bạn đầu ngắm ấy, bạn ngắm lắm. Nó sử dụng hệ thống thước ngắm quang học buổi tối, có nghĩa là các cái điểm này chỉ cần có một chút ánh sáng này nó sẽ tạo ra một điểm, là nó tạo ra cái điểm đỏ, ba cái điểm xanh. Đấy, và buổi tối chỉ cần có một chút ánh sáng thôi thì nó sẽ bắt được. Nó rất là sướng, không cần phải nắp red dot hay là mini red dot, nhưng mà các cái điểm xanh này nó đã tự đưa ánh sáng vào đây này, hấp thụ ánh sáng và nó tạo thêm một chấm xanh, ngắm buổi tối rất tuyệt vời. Thứ hai là cái slide, những cái phần này được làm CNC chuẩn đét, cực kỳ chuẩn. Mình nghĩ là cái chất nhôm của con này, đây là nhôm hoặc là metal nhưng mà cũng khá là cao cấp thì nó mới dám khắc ba cái CNC này. Bởi vì nếu mà chất chất nhôm mà nó không ổn đấy
mà nó kém ấy, hoặc là chất meta nó không kém ấy, nó kém ấy, thì việc tiện ba cái đường CNC này rất ảnh hưởng đến cây súng. Có thể bắn nó sẽ nhanh hỏng, nhưng mình nghĩ rằng Accent họ đã thiết kế và họ tự tin ra công sản phẩm như này thì chất liệu họ đưa vào trong slide là rất ok. Đấy, tiếp là hai bên có cái phần sọc sọc để mình kéo cho nó ma sát. Cái chốt này thì không có gì nói này, thì màu 91 đã vậy. Và cái cò các bạn thấy không, cái cò. Đấy, nếu các bạn cầm một cây màu 911 bản classic ấy, thì các bạn thấy cái còi này là chỉ là một cái miếng kim loại đặc. Đấy. Dòng lên dòng 2 kappa thì nó cũng tiện tiện như này. Đấy, hoặc là đến bây giờ thì Kimber hoặc cây Kimber họ cũng làm vậy, nhìn rất là đẹp. Nói vậy thôi nhưng mà những cái chút nhỏ nhỏ này nó cũng phải là máy CNC nó mới tiện này chứ đâu phải là bình thường nó muốn là làm được đâu. Đây. Còn cả cái phần cò các bạn thấy không? Nó còn có những cái rãnh nhỏ nhỏ này nữa này. Đấy, để đưa ngón tay vào nó rất là có độ nhạy cảm nhé, có nghĩa là mình cầm đấy nó có độ bám. Phần slide, phần frame, nước sơn cực kỳ mịn, không thấy một lỗi nào luôn, không thấy một lỗi sần hay là sần sùi gì cả. Đấy, mình thấy gia công sản phẩm rất là ok. Tiếp đến là ngay cả cái phần này này, cái phần là khóa có cò này, bệ tì khóa cò nó cũng có thêm một cái hai cái hình như kiểu là sóng ở đây để tạo thêm cái độ ôm khi cầm. Cái cây này mình cảm giác cầm vào nó rất là có độ công thái học, rất là thân thiện với tay. À, cái tì, cái chỗ thì tay này sẽ tì ở đây. Đấy, rất hay. Tiếp đến là cái ốp này các bạn đã thấy là thiết kế đã hiện đại chưa? Nó không phải là một cái mảng chấm 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 như này, hoặc là một cái mảng gì giống da rắn giống như cái dòng M45, mà đơn giản là nó vừa có những cái chấm chấm bi lục giác, rồi lại có thêm cả những cái vẻ vạch này. Đấy, không biết miêu tả nào nhưng mà nhìn các bạn đã nhìn thấy thấy nó rất rất là hiện đại, và nó làm cái này mình nghĩ nó khá tỉ mỉ, những cái hình này không thấy lỗi đâu. Cả hai bên phần grip súng cũng vậy, nó cũng không phải là một cái miếng thẳng hay là những sợi sần mà nó lại làm ba cái này. Bên này cũng vậy, bên này thì tuyệt vời rồi, cái cảm giác sờ thì sướng lắm. Cây súng này mình thực sự là rất ấn tượng. Đây thì có mã súng KR2002127. Tất nhiên là có những cái đặc điểm thường của dòng M911. Đấy, ví dụ như là khóa slide, khóa cò. Khóa chốt. M911 thì mình rất là thích rồi, mình cũng sưu tầm nhiều cây M911. Và cũng trải nghiệm rất là nhiều dòng M911. Như đây là một cây súng mà mình thấy thích về thiết kế hiện đại, mà nó cũng không hầm hố như dòng 2 kappa, nó vẫn là cây màu 91 dòng Kimber và nó thiết kế rất hiện đại. Đây mình có một cây màu đen nữa, các bạn thấy màu đen và màu bạc nó như thế nào. Wow, cây màu đen thì đen thui lui luôn, vẫn đảm bảo là có những cái điểm ruồi, điểm đầu ruồi để ngắm màu xanh. Đấy, tuyệt vời. Hai cây súng màu đen và màu bạc. Có cái cò của cả hai cái thì đều là màu xám. Cò bên này màu xám, mà cò này màu xám chứ không phải màu bạc. Wow, thực ra thì khi mà nhìn cây màu đen này lúc đầu mình thấy không ấn tượng lắm bằng cây màu bạc, nhưng khi mình nhìn lâu thì mình thấy cái màu đen này nó trông lì hơn và mình cảm giác cái nước sơn của con màu đen và nó cũng trầm hơn, không có độ bóng phản sáng như lòng bạc. Nhưng nếu mình chơi thì mình suy nghĩ mình sẽ chơi hai con màu đen này nó mới ngầu, cầm hai tay hai con. Rất đẹp. Màu đen thì mát màu đen, màu bạc thì mát màu bạc. Câu chuyện ngay cả cái màu đen này nó cũng làm nó sẽ có một màu đen khá là sâu.
chứ không phải là màu đen gì đó khói khói giống như dòng M1911 của Uy. Wow, rất hay. Rồi bây giờ mình sẽ nạp đạn và bắn một chút đôi FPS cho anh em xem. Rồi mình đã vừa nạp đạn một ít chút đạn cho cái súng cả ga. Bây giờ mình sẽ đôi FPS cho anh em xem. Trong cái này có được vừa mình đã bắn trước một viên và lên được 349,5 FPS. 353. Wow, nhà sản xuất công bố chuẩn gấp nhỉ. 351. Wow, 350. Và cái âm thanh ở ngoài này phát ra khá đanh, cái slide rất là chắc nhá. Này các bạn thấy độ dơ nó rất là thấp, dơ rất là thấp, nên là cái đường đi của slide của này rất là ngon. Đấy, hết đạn cái chắc. Cái outer này, cái outer cũng rất là ổn này. Con này không nắp được silencer à? À nắp được, con này nắp được silencer này, nắp giảm thanh này, nắp có gen này, nắp được. Mình nghĩ con này là do Wii gia công sản phẩm cho Accent. Cái âm thanh của nó phát ra là đanh, nó khá là đanh. Cái slide nó chạy này, cái độ dơ nó rất là thấp nên là tạo ra cái tiếng rất là chắc. Ok, mà FPS này cái 350 FPS khá là ok. Rồi, vậy là mình đã vừa mở hộp và trên tay ngay cho anh em cây Kimber của Accent. Đây là phiên bản màu bạc và mình có cả thêm phiên bản màu đen nữa. Nhìn chung thì cái cách gia công sản phẩm của Accent khá là tốt. Bản màu đen thì mình đánh giá ok hơn, còn màu trắng thì nó vẫn còn một chút lỗi nhỏ trong cái gia công sản phẩm, thì cái này thì mình nghĩ nó không đáng kể đâu, mình phải soi xét nhiều, nhưng mà nói chung là chất lượng của nó khá là cao cấp. Từ slide, nước sơn, các cái ốp grip nó đều làm rất hiện đại, cảm giác như là một cái sự lột xác hoàn toàn của M1911. FPS thì ấn tượng rồi, 350 FPS quá ngầu. Thường thường những cây handgun nó rơi tầm độ 320-330 là nhiều rồi, mà còn là lên tới 350 FPS thì cũng khỏi phải bàn về vấn đề FPS nữa. Một cây súng đáng mua, mà cái giá thành của con này nó cũng không hề cao một chút nào đâu, thậm chí nó còn thấp hơn của Cybergun. Rồi vậy thôi, đấy gì mình muốn chia sẻ với anh em. Cảm ơn anh em đã xem clip, chào anh em.